quý vị và các bạn, bên cạnh trao sinh kế, đào tạo nghề, tín dụng chính sách là một trong những đòn bẩy rất hiệu quả để giúp hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo. Những đối tượng này thường không có tiền tích lũy, lại không thể vay các nguồn vốn khác vì lãi suất cao. Tín dụng chính sách chính là cứu cánh để họ có thể hiện thực hóa mong muốn sản xuất, kinh doanh, từ đó có điều kiện thoát nghèo. Đề cập đến nội dung này, chuyên mục Kinh tế hôm nay có phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu chuồng trại chăn nuôi heo này là của gia đình chị Ngô Thanh Vân ở xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Chị Vân về làm dâu ở Điện Tiến đã gần 20 năm. Trước đây, gia đình chồng chị nằm trong diện hộ nghèo của địa phương. Cuộc sống khó khăn, chủ yếu làm ruộng và nuôi nhỏ lẻ vài con heo. Sau nhận thấy các nhà hàng quán ăn ở Đà Nẵng có lượng lớn thức ăn thừa, rất cần người thu mua mà giá lại khá rẻ. Được sự động viên của gia đình, chị Vân mạnh dạn vay nguồn vốn chính sách, thu gom thức ăn thừa, mua thêm heo về nuôi. Dần dần việc chăn nuôi phát triển, tiền lãi thu được chị tái đầu tư mở rộng chuồng trại. Đến nay, chị có đến 2 khu chuồng trại khá rộng với số lượng heo nuôi lên hơn 100 con. Hồi nói gia đình cũng khó khăn chứ không mái. Tôi nhờ mấy chị cán bộ trên á, là chị Tơ hồi trước ngày nó là làm bên phụ nữ, cán bộ phụ nữ. Nó là những hộ nghèo mà cứ như cho vay tiền để xóa nghèo á. Rồi tôi cũng có lên nói chị Tơ là giúp đỡ giùm. Hồi nói cũng gia đình cũng khó khăn rồi này kia đó. Thành ra hồi trước ngày đó là tôi có vay có 10 triệu thôi. Vì hồi nó số tiền 10 triệu cũng lớn chứ cũng không phải nhỏ. Rồi cái lần lần phát triển lên lần lần cũng vay lấy. Chờ thì phát triển thêm thì vay thêm. Thì đất nhà mình có này rộng này với lại cái nguồn thức ăn Đà Nẵng, họ thức ăn thừa. Họ không có nuôi heo á, là mình biết là mình, vì mình là dân Đà Nẵng. Thành ra là mình biết cái nguồn thức ăn nó thừa là nó sẽ đổ. Cho nên mình đem cái nước cơm đó về mình tận dụng mình nuôi heo. Mình phát triển lên. Trước đây, vợ chồng anh Trần Văn Lộc ở thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, làm nhiều nghề để kiếm sống, nhưng công việc không ổn định. Tận dụng diện tích mặt nước của con sông phía trước nhà, vợ chồng anh nghĩ đến việc nuôi cá lồng bè. Ban đầu, anh gom góp mượn người thân mua một ít con giống và làm một bè nuôi. Sau thời gian thấy hiệu quả, anh Lộc đã mạnh dạn vay gần 100 triệu đồng từ ngân hàng chính sách với lãi suất ưu đãi dành cho hộ nghèo để mở rộng lồng nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Với sự nhạy bén cùng đòn bẩy là nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách, từ hộ cận nghèo với nhiều khó khăn, gia đình anh Trần Văn Lộc đã vươn lên ra khỏi danh sách hộ cận nghèo. Không những vậy, anh còn nhiều lần được tuyên dương là gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi của xã Điện Tiến và thị xã Điện Bàn. Mình mới gặp cái chương trình của ngân hàng chính sách, cũng xã mình là bên anh chi hội trưởng nông dân. Cái lai đó là ngân hàng chính sách người ta về, người ta phổ biến ra để cho mọi người dân cũng đều được vay hết. Mình mới dốm mạnh dọn, mình mới nhờ mình vay ít cái nguồn vốn của bên ngân hàng chính sách. Về đó là thêm ít cái lòng nữa. Cái rồi nói chung từ đó lấy ngán nuôi gà, bắt đầu phát triển ra. Nói chung hàng năm thì nói chung là từ nuôi con có diêu hồng, rồi nuôi con có trống cỏ, nuôi con có leo, nuôi con có lan. Nói chung cót lụa câu nó là mình đều tận dụng. Chính sách đây là một cái vấn đề rất quan trọng. Nhưng mà tôi cho rằng cần phải là chặt chẽ hơn nữa. Chặt chẽ hơn nữa. Ví dụ là trừ bây giờ là Điện Tiến hết nghèo rồi. Thì kiến nghị thì tiếp tục cái duy trì cái chương trình này. Bởi vì giờ hiện nay nhà nước mình còn có 2-3 chương trình thôi. Trong đó có chương trình giống nghèo mình vẫn rất quan trọng. Đặc biệt là cái tiếp cận nguồn vốn. Rồi cái tổ cái điều kiện cơ hội cho họ để được tiếp nhận mấy cái kênh của phụ nữ, kênh của nông dân, kênh của mặt trận đấy, trôi sinh phương tiện sinh kế cho họ để được tiếp tục. Không chỉ ở xã Điện Tiến, ở Điện Thọ, những năm gần đây nguồn vốn tín dụng chính sách đã thực sự phát huy tác dụng. Tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn hiện nay là 60 tỷ đồng. Vốn chính sách đã giúp hộ nghèo vay vốn làm ăn, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen ở khu vực nông thôn. Vốn ưu đãi đã giúp nhiều hội viên xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập. Mấy chị phụ nữ quan tâm chứ, thì mình khó khăn họ tới nhà. Mấy chị tới nhà hỏi là trừ có muốn
tạo cái làm được cái việc chi, nếu mà có cái nguyện vọng làm chi thì họ giúp. Thì mình nói là công việc của tôi là chỉ cái nghề thì làm yến mà không có điều kiện. Làm cái chuyện nó tạo giúp cho mình, một phần là hỗ trợ mua tủ làm bẩn, còn một phần là họ làm hồ sơ cho mình vay. Một tháng là tôi trả cô cho ngân hàng là 2,5 triệu cả tiền gốc với lại tiền tiết kiệm. Về phía địa phương là chúng tôi đánh giá cao cái chương trình tín dụng này. Qua chương trình tín dụng này thì có thể nói nhiều hộ dân người ta cũng đã có nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, rồi có nguồn vốn để nâng cấp sửa chữa nhà ở của gia đình mình, rồi đồng thời là các hộ gia đình mà có con em đi học thì cũng từ nguồn vốn của ngân hàng chính sách thì cũng đã tạo điều kiện cho con em mình học đến nơi đến chốn, và sau khi ra trường là có việc làm, phát triển kinh tế của bản, tạo nguồn thu nhập cho bản thân và giúp đỡ lại gia đình, cũng như đảm bảo về việc mà sau khi ra trường thì các em cũng đã có việc làm, thì các em cũng đã cùng với gia đình trả vốn vay và lãi suất ngân hàng đảm bảo theo quy định. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến giữa năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Điện Bàn đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở tuyên truyền thực hiện cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi theo quy định cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo bền vững. Đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, tổng dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị đạt gần 540 tỷ đồng, tăng so với năm 2014 là hơn 280 tỷ đồng với trên 11.100 khách hàng còn dư nợ. Toàn thị xã có 314 tổ tiết kiệm và vay vốn. Quy trình nó là phải bình xét từ thôn, khối phố lên. Cái này đã có danh sách rồi, những cái hộ nào mà đủ điều kiện lao động thì được tổ tiết kiệm vay vốn kết nộp vào tổ và sẽ bình xét từ thôn khu phố lên và được Ủy ban nhân dân xã xác nhận, thì ngân hàng sách trên cơ sở của danh sách đó thì ngân hàng sách sẽ tạo điều kiện hết sức, và cái nhu cầu tùy theo nhu cầu của người ta, của hộ để mà vay thì ngân hàng sách sẽ giải quyết theo những cái đó. Và chúng tôi luôn luôn ưu tiên với đối tượng này, đối tượng này là đối tượng yếu thế trong xã hội, thì chúng tôi luôn luôn ưu tiên cái đối tượng này để mà tạo điều kiện tốt nhất cho hộ vay có nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình. Hiện nay, thành phố Hội An là địa phương ủy thác ngân sách sang ngân hàng chính sách lớn nhất tỉnh với 8 tỷ đồng trong năm 2024. Để góp phần thực hiện hiệu quả việc vận động hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm, phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm giảm nghèo bền vững, hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hội An chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo hội phụ nữ các xã phường quản lý tốt nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Tổng số tiền mà ngân sách thành phố góp cùng với ngân hàng chính sách xã hội của thành phố là cho đến nay là 36 tỷ 6. Và chính từ cái nguồn này thì cùng với cái nguồn của trung ương, của tỉnh thì đã giải quyết được hơn 1.500 người vay. Trước hết là tạo việc làm cho những gia đình khó khăn, rồi sau đó là duy trì và mở rộng cái việc làm. Đặc biệt đối với miền núi, khi tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn khá cao thì nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả thực sự rõ nét. Mô hình trang trại của anh Hồ Văn Dương ở thôn 2 xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My. Không cam chịu cái đói, cái nghèo, được đoàn thanh niên xã vận động, chàng trai người đồng bào Ca Dông này đã mạnh dạn đăng ký vay vốn 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Từ nguồn vốn vay này, anh Dương đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống về chăn nuôi trong vườn. Từ 8 con giống ban đầu, đến nay bầy dê đã phát triển lên 16 con. Ngoài ra anh Dương còn đầu tư mua 5 con trâu về chăn thả. Từ hiệu quả kinh tế bước đầu mang lại, anh Hồ Văn Dương đã mạnh dạn đăng ký thoát nghèo. Vài trăm triệu nữa là nuôi mua dê, mua bò, mua trâu, rồi mua thêm mấy cây giống quế, rồi làm cái trang trại để mà chăn nuôi. Trang trại chăn nuôi trâu làm trang trại riêng, còn dê làm trang trại riêng. Số tiền 100 triệu nữa tôi chi phí kinh phí trong cái các loại tôi chăn nuôi, chẳng hạn như là như trâu, dê, bò như này, rồi bổ sung thêm mấy 1.000, 2.000, 3.000 mua cây quế giống để trồng thêm. Xã đoàn luôn chủ động thường xuyên là tổ chức các hoạt động tập huấn, là
tập huấn về trồng trọt cây quế trà my, chăn nuôi bò dê, là mình ở đây là mình vừa tập huấn vừa cầm tay chỉ việc đến thực tế từng điểm hộ gia đình, tìm hiểu nguyên nhân, tâm tư nguyện vọng của hộ gia đình đó, hộ thanh niên đăng ký thoát nghèo đó, họ cần những gì, cần mình hỗ trợ những gì để mình chuẩn bị nguồn lực cũng như chuẩn bị xin các nguồn kinh phí từ xã hội hóa để mà hỗ trợ giúp đỡ. Tài chính huyện khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam 10 năm qua từ nguồn vốn chính sách của Đảng và Nhà nước đã và đang giúp hàng vạn đồng bào thiểu số vươn lên thoát nghèo. Với phương thức ủy thác cho vay qua các hội đoàn thể, Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên với hơn 3.400 tổ tiết kiệm và vay vốn, chuyển tải đồng vốn tín dụng ưu đãi kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng. Qua các tổ chức chính trị xã hội như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên thì cũng đã huy động được cái sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng với ngân hàng tham gia triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam, đến nay tổng nguồn vốn đạt hơn 7.800 tỷ đồng, tăng so với đầu năm hơn 400 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn huy động qua tổ chức cá nhân là gần 900 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch được giao. Vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương hơn 770 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 9,8% tổng nguồn vốn. Trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh số cho vay đạt hơn 1.500 tỷ đồng với 31.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Doanh số thu nợ hơn 1.100 tỷ đồng, bằng 71% doanh số cho vay. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam, trong 6 tháng đầu năm 2024, chất lượng tín dụng được duy trì tốt, cơ cấu nguồn vốn tín dụng chính sách đã chuyển biến theo hướng đa dạng hóa nguồn lực và phương châm nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm. Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh thường xuyên chú trọng tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả giám sát đối với tín dụng chính sách. Các hội nông dân, cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội, chính quyền địa phương hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Ngân hàng Chính sách Xã hội là chủ trì, làm nòng cốt, nhưng mà đồng thời với đó là phải huy động mặt trận các cái hội đoàn thể, nhân dân phải tham gia tích cực vào đây. Mà tôi thấy rằng trong cái 10 năm qua thì có thể khẳng định rằng là cựu chiến binh, hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ và đoàn thanh niên các cấp là có thể nói là đã phối hợp nhịp nhàng và thực hiện tốt cái nguồn vốn này. Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội thực hiện thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả. Tín dụng chính sách đã góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen, đặc biệt là những vùng nông thôn, là một trong những đòn bẩy kinh tế kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, tự vươn lên khẳng định vị thế của mình trong xã hội.